Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị trận cờ hay. 5 trận đấu của Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh. Mà bạn xem trận đầu tiên, Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Vũ Quốc Đạt cầm đen thủ hậu. Mà bạn thưởng thức.将军。将军。将军。
Chuyên. Chơi đến đây thì Vũ Quốc đã kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua, mà bạn xem ván thứ hai, Lại Lý Huynh cầm đỏ lên tiên, Hà Văn Tiến cầm đen thủ hậu, mà bạn thưởng thức.
Tướng quân. Tướng quân. Trên đây hết đường chống đỡ, Hà Văn Tiến buông cờ nhận thua, mời bạn xem Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Quang Nhật cầm đen thủ hậu, mời bạn thưởng thức. Tướng quân.
Xem chuyên. Xem chuyên. Xem chuyên. Xem chuyên. Xem chuyên.
Chơi đến đây thì Nguyễn Quang Nhật hết giờ nên thua. Mời bạn xem trận tiếp theo. Nguyễn Thành Bảo cầm đen thủ hậu gặp Vũ Quốc Đạt cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.
Trên đây thì Vũ Quốc đã cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua. Xin chúc mừng Nguyễn Thành Bảo đã đoạt cúp vô địch năm nay và lấy lý huynh đội hạng nhì. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.